lên, hôm nay là gần tới Tết rồi các bạn, gần tới Tết rồi thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải mua quần áo và sắm giày. Trời ơi, biết tin gì không? Cực kỳ sốt dẻo. Hàng riêu nha, mà giá siêu siêu đáng yêu luôn. Người gửi là Red Việt Nam. Nếu bạn nào đường Âu Cơ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn nào đã từng mua ở trên Lazada về cái giày của cái shop Red Việt Nam này thì chắc chắn biết là đây là nơi bán các loại giày, nói chung là giày hiệu nhưng giá cực yêu. Hôm nay mình mua giày Converse Chuck Taylor đó các bạn. Mình đọc tiếng Việt như tiếng Anh như tiếng Việt vậy đó các bạn. Chứ số tiền thu hộ là 460 ngàn. Thấy cái giá cực yêu chưa? Thì mình đã lên mạng và xem rất nhiều. Thì nghe nói đây là cái hàng chính hãng. Cái nơi này á, là của cái shop này được rất nhiều bạn mua trước rồi. Mình coi bình luận khoảng gần 100 đơn hàng và ai cũng nói đây là hàng real và rất là ok, thì mình cũng thấy sale cực 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 hời luôn, sale tới 70% đó các bạn. Có nghĩa là cái đôi giày này chính hãng, chính lúc mà cái thời điểm mà nó không sale á, giá chính thức của nó chính là 1,7 triệu các bạn. Và bây giờ thì nó chỉ thẻ Converse mà, và bây giờ thì nó chỉ còn có 460 ngàn. Quá đã thiệt, trời ơi, một đôi hàng riêu, một đôi giày hàng riêu mà giá quá cực chất như vậy. Thì các bạn thử nghĩ coi, một đôi giày Biti bây giờ đã hơn 300 ngàn rồi. Đó là giày cho mấy em đi học thôi đó nha các bạn. Còn á, giày Hurston cái gì à, Biti Hunter là 700 mấy. Còn đôi hàng, trời ơi, trong cái thùng cho bá lửa này còn cái hộp nữa các bạn. Trời ơi, mình thích quá đi cái hộp của Converse nè. Trời ơi, nói thiệt là thích lắm luôn. Rồi thôi đây, ô để là ngược rồi. Thích quá không 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 kịp kiểm tra nó ngược rồi. Đây. Trời đất ơi, đi lộn mã số. Nhưng mà đây là giấy bảo hành của Rex nè. Đó. Đó, điều kiện bảo hành nè. Nghe nó cũng có được bảo hành đó. Mình không biết bao nhiêu tháng nha. Converse do phân phối, nhà phân phối sản phẩm chính hãng đó, người ta có để thẳng ra Red Việt Nam thì đó, bao nhiêu đây thôi là cũng đã thấy đủ yên tâm rồi các bạn. Thật ra thì mình mua cái hàng pha ke mình bị dính cũng nhiều rồi, ai mà mua trên mạng thì thế nào cũng phải mua dính hàng pha ke, cho nên cái việc mà mua được hàng riêu mà giá hời là cái niềm sung sướng của các bạn săn hàng ở trên mạng. Bạn nào đã từng săn hàng thì cũng sẽ cảm thấy cực sung sướng, thì ai mà chẳng muốn tới tận nơi mua tận gốc nhìn vào rờ, nhưng mà giá nó chát quá sao được đây. Ôi, đóng gói kỹ ghê, có hộp đẹp đẹp bằng cố luôn. Rồi phải công nhận lúc mình mua mình cũng đắn đo lắm các bạn, tại vì mình thấy nó giá quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Vậy Converse 1,7 triệu mà sale xuống 70%, còn có 471% nhé, còn có 460 ngàn à, nó rẻ ngang với MBT lại mở ngược nữa, bó tay mình luôn. Đây mới là cái đầu, trời ơi, cứ lo bà tám riết mà quên cái đầu cái đuôi đít nữa. Đây đó, Converse Style, trời ơi, hàng riêu mà có 460 ngàn, tin nổi không? Tin đi, cái gì đang mở trước mặt các bạn đây nè, các bạn hãy rờ bàn tay vào y như các bạn đang mở hộp rồi đó. Cái túi đâu? À, đây rồi. Tại vì người ta nói thường cái hàng, những hàng xịn á, để tặng thêm một cái túi nữa, mình không biết để làm cái gì luôn á. Nhưng mà sắp cái đen thùi lùi để đi chợ, vô sáp vô hàng ta mình xách túi đen, không biết bà con có dí không nữa. Tại vì người Việt Nam mình là người Á Đông nữa, quan niệm mà khi mà mở hàng á mà vác cái gì đen đen mà tiệm ta người ta bực bội lắm các bạn. Đó, một cái túi không biết để làm gì luôn. À, có hút ẩm nha, để cho em, đừng để cho em nhỏ nó chơi nha, nguy hiểm. Xanh navy là các bạn ơi, xanh navy. Trời ơi, xanh navy nó lung linh làm sao. Trời ơi, em xanh navy của mình đây. Trời, đã quá. On Star Converse. À, trời, mình từng thấy hàng fake, fake của Converse rồi. Cái chữ On Star này nó xấu dã man luôn đó nha. Mà nó cũng không phải On Star nữa, nó in méo xẹo à. Cái biến này nè, nó in méo rồi này, in méo rồi này. À, còn cái này hàng này là hàng real nha. Trời, thích quá đi. Trời ơi, rách mà nó cứ
cái hãng mà cái shop này mà cứ giảm giá hoài là mình bị viêm túi luôn các bạn, bởi vì hàng đẹp quá mà sale đi thế làm sao mà cầm lòng được. Mình thấy mấy đồ vàng cũng đang sale xuống 700-800 ngàn các bạn, trời ơi kiểu này là tiêu rồi, cháy túi thôi. Nhưng mà biết sao được, thử nghĩ xem, mua hàng bình thường thì nó cũng đã 400-500 ngàn rồi, đi tít hunter thôi là 400-500 ngàn, hoặc ananas thôi cũng 460 ngàn, 480 rồi. Converse tới mà có 460 thôi, và van nó có 700-800 thôi, nghĩ sẽ không viêm túi mới được chứ. Rồi yêu quá đi. Rồi mình á, tại vì cũng phải đắn đo, nếu không á mình quất một cái em Converse bầu bọt đô nó đau làm sao á, đẹp quá đi mà bỏ qua thật là tiếc đứt đứt ruột luôn. À, đẹp các bạn, cái màu xanh navy tại vì mình hay mặc quần jean đó mà nên mình mới chọn màu xanh navy này. Ôi quá đẹp luôn. Đây nè, nghe nói cái đế của nó xịn lắm nè, cái lót giày chứ. Nó đây, nó đây. Wow, nghe nói cái lót giày của con vật đẹp lắm, màu hoài không ra ta. Lại để ngược đây. Đúng không, đúng cái lót giày cực đẹp luôn, chữ in khá là sắc sảo, thích quá đi. Con vật đây, mình nó mê em này lâu lắm rồi, nhưng gần Tết này mới sắm được á, cũng không phải là gì. Nói chung á, mình đi làm hoặc là đi ra ngoài đường á, nó cũng không có phải mang giày này, giày này chỉ đi chơi hoặc là đi du lịch hoặc là đi, nói chung là phải mặc cái đồ phù hợp nữa. Nhưng mình thì không ít khi á, tại vì ra đường nhiều khi lẻ 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 sọt cái đôi dép chảy mất tiêu vậy, chứ không phải đóng thùng đóng ni thôi. Nhưng mà kỳ này là quyết định phải tậu em, rồi mốt mình sẽ tậu em van nữa các bạn. Rồi các bạn có thấy mà trên Lazada mà em hàng Ray này, mà Ray Việt Nam này giảm giá thì quất liền các bạn, mình cảm thấy rất rất là đẹp luôn á, đường kim mũi chỉ này nọ rất là đẹp. Tại vì mình đã từng mua phải hàng pha ke, hàng phát thì nó cũng không có đẹp như vậy. Trời ơi quá đẹp luôn. Chào các bạn nha.